Nằm trong khuôn khổ các hoạt động Tết quân dân mừng cho Sơn Nam Thơ Mây năm nay tại quận Âu Môn, hôm qua đã diễn ra các trò chơi dân gian đẩy gậy kéo co, đập nồi, thu hút đông đảo các đội đến từ chính quận quyền tham gia. Thi đấu bộ môn kéo co có 9 đội gồm ban chỉ huy quân sự các quận huyện và đội trường trung học phổ thông dân tộc nội trú thành phố Cần Thơ, Bộ môn đẩy gậy các vận động viên thi đấu các hạng cân 60 kg, 65 kg và 70 kg, chuyên phần thi đập nồi, các vận động viên thi đấu theo hình thức xoay vòng giữa các đội. Kết thúc các phần thi giải nhất bộ môn đẩy gậy hạng cân 60 kg, 65 kg và 70 kg thuộc về phường Trường Lạc, giải nhất bộ môn kéo co thuộc về đội trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú thành phố Cần Thơ, giải nhì và ba thuộc về ban chỉ quân sự huyện Cờ Đỏ và Thới Lai.